quindi chào tập lên nó hôm nay ok sẽ lên tối nay hôm nay ok sẽ lên quỳ một trong đại nón à cái này trong đại nón ok sẽ nói gì Nhưng mà chị tạo ra một khó là như vậy.
在吃东饭的，还是多弄了两半个吧。刚吃完。Subscribe to my channel, share your dislike and your Christmas.